Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Liên Quân Mobile. Hôm nay là Superman sẽ đấu với Yuka. Ok, mình sẽ solo với cái cậu này. Và anh em nào muốn solo với mình thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ chơi chiến đấu với các bạn cho vui. Yuka, Yuka. Ok, HNT vừa quất Yuka một nhát khá đau. Và Yuka đang cố gắng chạy. Đây đây, nhát nữa. Một nhát nữa. Ok, Yuka dưới nửa cây máu. Quá tuyệt vời. Ok. Xem nào, Yuka chạy, chạy về luôn rồi. Yuka chạy về rồi các bạn ơi. Ây da da, xem nào. Đẩy, đẩy một phát coi nào. Ok. Cứ từ từ thông thả luôn. Yuka đâu? Yuka, Yuka béo đâu? Ok, cái gì chứ HNT chạy rất là nhanh. Bắn cái nào? Bắn cái nào? Ok, Yuka còn một miếng máu, chạy về nhà luôn rồi. Ok. Đấm một cái, quất một cái, quất luôn. Quá tuyệt vời. HNT vừa hạ xong Yuka các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Một trận đấu rất là bá đạo. Thôi về, hết máu rồi các bạn ơi. Ok, đây có cục máu lụm xe đỡ. Ok, chắc HNT sẽ bay về lấy ít máu đây các bạn. Tốc độ luôn. Sau khi lên máu rồi, chúng ta sẽ ra xử lại Yuka tiếp. HNT vừa xử xong Yuka một cây. Một cây. Ok. Yuka béo. Yuka béo hay Yuka béo. Ok, khi HNT quánh với Yuka béo đây. Ây da, hụt rồi, hụt rồi, hụt rồi. Ok. Bắn đẹp cái nào, đẹp cái nào. Quá tuyệt vời. Cứ bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin vào quốc thôi. Ok, Yuka lại lên bảng với HNT các bạn à. Chiêu. Ồ, sức mạnh lên kinh quá. Chúng ta bắn một phát một thôi là không còn con nào còn sống luôn. Ok, đúng là siêu nhân có khác. Quá tuyệt vời đi các bạn à. Khi HNT gặp Yuka béo. Lên nào, lên nào, lên nào. Lên luôn. Lên, lên luôn. Bắn một phát nữa cây. Ok. Wow, từ từ. Từ từ, chờ chiêu anti ra rồi chơi luôn các bạn. Mình chờ chiêu anti của mình ra. Ủa da, cái gì vậy? Sao mà đông ghê vậy? Để mình giải quyết đám đông này mới được. Giải quyết đám đông này tốc độ luôn. Chiêu. Quá tuyệt vời. Yuka ở nhà ôm trụ luôn rồi. Yuka hết dám lên rồi. Xem nào. Ủa Yuka, quất Yuka. Chạy. Yuka hết máu rồi. Ôm dép chạy về rồi. Ok. Lụm máu luôn. Là đông không đến mà lòng nghe bút giá. Ok, chúng ta đang quần Yuka rất là đắm đuối. Yuka béo muốn quýnh HNT hả? Bé chưa có đủ tuổi đâu đó nha. À, gọi là mình bắn mấy con nhím chơi chứ chưa muốn bắn Yuka luôn á. Ok. Gọi là Yuka. Yuka chui vô nhà trốn rồi các bạn ơi. À, chú ấy đang gọi là dồn sức tấn công mình nhưng mà không nổi. Xúc nè. Xúc nè. Xúc hụt rồi. Ok, xem nào. Yuka béo. Yuka béo. Quá tuyệt vời, chỗ ấy chạy rồi. Lên luôn. Rồi xong.
Yuka Béo. Chạy nữa, Yuka Béo chạy nữa rồi. Chạy, chạy hả Béo? Ok, quýnh trụ chơi luôn. Rồi, Yuka đâu rồi, ra giữ nhà kìa. HNT chạy đây, di chuyển thần tốc. Lên chiêu. Ok, chiêu chỉ cần lên thôi là tốc độ liền. Tốc độ liền. Wow, 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 wow. Yuka muốn gì ở Yuka? Yuka hụt chiêu rồi. Hụt chiêu rồi Yuka ơi. Chạy, chạy, chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi. Ok. Yuka béo, Yuka béo. Lên chích cái nữa nè. Chích cái nè. Yuka béo, Yuka béo. À. Chạy thôi ơi. Yuka béo. Ok. Yuka béo chạy hay Yuka béo? Ok. Nãy giờ quất Yuka béo mấy trận luôn rồi, Yuka béo nằm xe lai không à. Ok. Đó, rồi lại cho mấy con nhím vô bánh nhà, không thèm vô bánh luôn các bạn ơi. Chờ Yuka béo ra quýnh Yuka chơi à. Yuka béo, Yuka béo. Chạy. Ok. Lụm máu. À. Ở là HNT quýnh ghẹo Yuka béo chơi. Yuka béo nè. Chích, chích Yuka béo cái nữa nè. Yuka béo tức mình lắm. Tức mình lắm. Ok, chú ấy về lấy máu nữa rồi. Chú Yuka béo về lấy máu nữa rồi các bạn ơi. Ok. Đó, cho mấy con nhím ra quýnh Yuka luôn á. HNT không thèm quýnh luôn á. Ok, cho Yuka lên đồ luôn, coi Yuka quýnh sao. Yuka trốn đâu rồi? À, Yuka kìa. Chú béo, chú béo. Chú béo, chú béo. Chú béo bắn hụt rồi, bắn hụt chú béo rồi, ghẹo chú béo hoài. Ok, chích cái nè, chích cái nè. Ok. Đấm cái nè. Yuka béo đâu rồi? Chích, chích cái chơi nè. Ok, anh cho chú lấy máu luôn á. Anh cho chú, ơi cho chú lấy máu mà chú không lấy luôn á hả? Không ngờ chú lầy vậy luôn á. Ok, gọi là hành Yuka, gọi là HNT quýnh lên xanh lè luôn. Rồi Yuka nằm xe lai rồi, chết rồi. Ơ để mấy con nhím nó quánh trụ sao vậy, là win rồi đâu có được. HNT đang ghẹo Yuka mà. Chờ Yuka ra quýnh Yuka chơi. Ok. Yuka dường như là đứng trong nhà luôn, không chịu ra luôn hay sao rồi các bạn ơi. Yuka trốn luôn rồi. Yuka bị HNT quýnh xạo quá, trốn luôn rồi. Không thèm ra nữa. Ơi, Yuka đâu rồi? Ờ, à, Yuka đứng trong nhà luôn chứ. Đứng trong nhà luôn. Ây da. HNT lầy quá. Đi vô tới trụ, trong cái trụ gì mà nó bắn hốn dữ vậy. À, hình nguyên cái con tướng cho bá luôn các bạn. Quýnh thốn kinh khủng luôn. Yuka bỏ rồi, không thèm quýnh nữa rồi. Ok, HNT đắp chiếu luôn rồi mà Yuka vẫn không chịu ra. Yuka thấy là không quýnh nổi HNT rồi cho nên bỏ cuộc luôn rồi. Ghẹo dữ quá mà. Ăn hiếp thằng nhỏ dữ quá mười. Ok. Ờ, Yuka không chịu quýnh nữa thôi. Vậy HNT kết thúc trận này nha các bạn. Cho nó nhanh gọn lẹ luôn. Nhanh gọn lẹ luôn. Ok. Ten ten quá tuyệt vời. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha.
Và mọi người thích mình làm về cái nhân vật gì hay là muốn mình chơi cái game gì, đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đừng quên chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha.